những trận đấu mà Dương Đại Vinh ép đời rất chuẩn, lên đời là sớm hơn chúng ta. Nhưng bài này cơ cấu được 4 la và đội bạn chết sớm. Cái tên đấu quân ở thời điểm đầu, cái tên đấu quân mà chấp sóc đấy thì cái tên đấy là cũng thiệt hại nặng nề. Nhưng chúng ta vẫn đang sóc rất đều nhà BA của mình. Vĩnh không thể công lên được vì thế nhà siêu kín. Và quan trọng là một cái vấn đề nhạy cảm nữa là cái tên đầu tiên của Vĩnh đi nhầm hướng. Tên đầu tiên của Vĩnh đi nhầm hướng khi tôi thấy cái giếng nó đổi màu là tôi đã mừng rồi. Vĩnh mà đi chuẩn ra là sẽ hơi khoai một tí. Ôi no. Đang thấy rừng. Rừng thì không thành vấn đề nhưng quả đầu là rất thua. Có lẽ phải đá nhanh con yêu về. Quả đầu là quả 6 cây. Ăn được 3 cây nhưng 3 cây này không phải là 3 cây gần. Mà lại còn phải trèo đèo lội suối nữa. Vâng, leo đèo leo núi để ăn được 3 cây quả. Sẽ phải đá và hiêu về. Thôi thì không sao. Thôi thì cũng đang là bài là trong cái rủi cũng có cái may. Là bầy hiêu cạnh đây luôn. Gỗ đầu thì là gần bầy hiêu 7. Gỗ đầu gần, ép đầu là siêu siêu sớm. Đá nhanh một hai con về trước hay là vẫn còn chảy cối đá đủ. Dẫn đến Zidane tốc độ di chuyển nhanh. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cũng không chậm dần nhiều trong trong pha này. Có lẽ là sẽ cần một hai cái bóng nhà BE để có thể đẩy hưu ra. Thế nó vẫn nhảy ra hết à? Ô kìa. 6 con. Không, đây chỉ có 5 thôi. À đây, vẫn còn một con. Tôi tưởng là bầy hươu, đúng bầy hươu ngu, bầy hươu ngoan cơ. Vẫn còn một con, nó chảy bừa ở phía trong. À, bình tĩnh từ tốn mà xử lý thôi, không có gì bình bội cả. Đây rồi. Đôi voi dành cho Tuti. Bài 4 voi dành cho Tuti. Đây rồi, đây rồi. Đấy, quả xấu thì ông phải cho tôi bài ít nhất phải như này. Thôi thì thương thương cho chót cho tôi bài quả phụ nữa nào. Chỗ này có bài quả phụ không? Ôi, con voi điên à? Anh em có thấy cái pha đấy không? Cạn lời đấy. Cái lề gì thôn? Ồ, đúng là cạn lời luôn. Anh em có thấy cái pha? Ôi giời, hết máu luôn. Tổ sư nó. Vãi cả nhái. Vãi cả nhái anh em ạ. Chắc là con voi này bị dính dịch tả lợn rồi. Điên thật đấy. Đang yên đang lành thì nó cắn ngay con dân đang bú quả. Là từ trên trời rơi xuống một cái chả khác gì để đọc báo thấy mấy vụ đấy là vợ chồng ôm nhau ngủ trong nhà mà tự nhiên ô tô cán chết. Mất lái lao thẳng vào nhà, bực thật. Trời ơi, anh em đang còn bảo là ma nhập này. Cạn lời. Tôi vẫn không thể, vâng tôi vẫn chưa hoàn hồn trong pha vừa rồi. Vâng, tất cả những chuyên gia trong bộ môn đế chế, trong tình huống vừa rồi thì anh em có thể phân tích mổ xẻ. Xem cái nguyên nhân và lý do tại sao cái con voi kia nó lại vâng, điên đến cái mức như vậy hay không. Vâng, tất cả anh em theo dõi kèo hôm nay, anh có ai có đủ tầm hiểu biết vâng để có thể phân tích mổ xẻ, cần thiết thì tôi sẽ ngắt video và tôi sẽ up lên sớm cho anh em để anh em có thể mổ xẻ lại video. Vâng, người ta gọi đây là tình huống là xem lại hộp đen đấy, xem lại hộp đen của các vâng phương tiện giao thông đấy, mổ xẻ xem là sai chỗ nào. Vâng, bị làm sao mà con voi này nó lại điên đến mức như vậy.
BB đóng giữa hai cánh rừng rồi thì BM và BA sẽ đóng mặt chính diện của mình thôi. Có lẽ BM đóng cạnh đây, đúng rồi, đây sẽ là BM và BA sẽ đóng ngay cái vị trí mà đang ăn đôi voi phía trên này, chách xuống một tí. Hợp lý luôn, bảo cây bãi gỗ phía ngoài luôn. Ghép đời rất tốt luôn, trận đấu này thì bằng dân nhau, chúng ta mất một dân. Đối phương đánh 26 dân, chúng ta cũng 26 dân nhưng mà 26 trừ 1 của chúng ta. Ghép đời vẫn đang sớm hơn 20 giây này. Đấy 10 trận thì mất khoảng đến ít nhất là phải 9 trận là ép đời sớm, ép đời tốt. Vâng, anh em đang bảo là hỏi pin kết. Hỏi pin kết để biết được là tại sao con voi đấy lại điên như thế. Có lẽ là pin kết cũng không biết được đâu. May ra thì mấy cái thằng kỹ sư đấy, IT, mấy cái ông mà lập ra cái bộ môn này thì may ra còn giải đáp được. Với cái bài chết một dân như này có lẽ là bài này khả năng chỉ cơ cấu được 4 na thôi. Nếu như khéo thì vẫn được 5 a. Quả đầu vũ vẫn chưa hết. Cày quá cái bài quả. Anh em đang còn nói vui là ông voi hôm nay xịt lô. Thế giới động vật này có cả lô đề à anh em. Úi xồ. Đến sớm hơn mình đúng một tên cùng rờ. Nâng bánh xe thì là hết 1 phút 20 giây hay là 1 phút 30 giây hay là bao nhiêu anh em nhỉ? Cái này tôi cũng không để ý kỹ. Anh em ai em hiểu có thể cho tôi biết được không? Nâng bánh xe thì mất bao nhiêu thời gian nhỉ? Có bánh xe và tơn chỉ là 4 na thôi, tôi biết ngay mà thậm chí còn vói một con. Anh Kang Nguyễn thì đang còn bảo là voi cái tới tháng. Úi dồi ôi, 5 BA nó đã lên đời sớm, nó đã úi dồi. Thâm hơn giái trò á. Đứng giữa BA của mình với 5 con cung R. Úi dồi, phía ngoài 3 sư tử kìa. Mà em trận này vẫn không chết dân đấy. Thì gặp sư tử đấy. Vụt. Bác dân đánh thời điểm đầu như này thì sẽ có thể là giúp cho chúng ta thủ được những nhà BA, nhưng cái việc sau quân tiếp theo thì lại không đều. Bây giờ thì 10 cung R đã đầu với một con cung R từ tù tì tiếp tục vang dần và sẽ vẫn rất rất khó. Đối phương sẽ bắt hết cung rờ của chúng ta, sau quay lại cắn dân. Đang một đều. Có điều kiện đâu bận. À, thôi thôi thôi, có nóng đâu.